Chào tất cả anh em nha, video hướng dẫn tất cả anh em tham gia dự án từ dự án G quan tâm policy như thế này. Để tham gia dự án quản lý phần liên mô tả bấm nút start để chat bot này. Rồi. Sau chờ đợi có bot phản hồi cho chúng ta ra mà. Rồi, tham gia dự án hôm nay chúng ta sẽ nhận 0.35 tập cần có cái hiệu là GFATM khoảng khoảng 40 đô các bạn. Một tập cần sale đem bằng 115 đô ít. Rồi các bạn bấm nhập 9 cộng ơi bấm vào continue chứ 91 cũng sao bằng 97 nè. Rồi bạn gửi cho bot nữa tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ rất là đơn giản luôn, các bạn vô anh vào những kênh Telegram đó các bạn. Rồi bạn vô anh tiếp kênh channel nữa các bạn. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Ồ, ai gấp khá là bắt mắt luôn các bạn. Rồi các bạn chờ bạn chút vô rồi sau khi đi vô chào các bạn giữ tiếp theo chúng ta thì bốn kênh như tài. Rồi các bạn follow the world và nghị quyết xe pinbot này, các bạn bấm vào phần này các bạn. Rồi các bạn chờ chút nha. Rồi các bạn theo dõi các bạn trên chủ dự án các bạn ơi. Các bạn chờ mình chút nha. Thôi dự án nào nữa ta, minimum policy ở dự án này nè các bạn. Rồi các bạn like cái nè, các bạn đi tiếp chứ comment nha các bạn. Bạn ghi a cộng nè, ghi vô username nè, a cộng phần username dán là gì ta. Rồi cứ username dán pha tôm. Rồi các bạn đi tiếp chứ mình lần. Rồi các bạn ghi cộng nè, y khóa tôm dán này, y khóa tôm tại rồi chờ mình chút nha bạn, kệ mình làm không gấp các bạn, cho chính xác chứ bạn. Rồi y khóa tôm valency nha các bạn, các bạn test lại nè các bạn. Rồi bạn mới đáp lại rồi nhiệm vụ thứ hai thứ ba cũng join vào mấy group này bạn. Rồi hai kênh này mình nãy mình join rồi rồi bạn. Đòn không lóc thôi luôn. Rồi các bạn bấm đòn vào thôi, các bạn điền lại username thay word nữa mà. A cộng win v này là chính nè, các bạn gửi cho bác nghe. Mất khủng lý sao nó hỏi kỹ chứ. Rồi nói tiếp của dân kênh trailer không bấm đón tiếp nha các bạn. Rồi các bạn mở ghi địa chỉ AC 20 quá đẹp cho mình ra các bạn. Bạn thông cảm các bạn, mới làm một cái video thấy có giá ngon quá làm cái nữa luôn, lo hết nổi luôn. Để mình cố gắng tìm cái máy nào đẹp đẹp lót nhanh nhanh mình làm lại gấp các bạn ơi. Rồi bạn chờ bot phản hồi không? Nhận được tập càng các bạn. Không cho nó tập càng. Rồi đây dép cái ra bạn bè lấy đơn dép mình sẽ bạn bè những cái thằng này nhận tiền tập càng các bạn. Vậy video mình kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.